chiếc xe của một thời tác giả hai hùng sài gòn đã từ lâu rất lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại những chiếc xe của một thời đó là chiếc xích lô máy trong xóm tôi ngày xưa chỉ có hai người chạy xích lô máy để kiếm cơm đó là chú hai tàu lai và ông hai hữu căn nhà chú hai ở nó nằm sâu bên trong một con hẻm phía sau nhà là những bụi tre tàu tre gai là ranh giới giữa nhà chú và những nhà khác bên đường thiên hồ dương còn nhà ông hai hữu cũng nằm trong một con hẻm nhỏ nó rộng vừa đủ cho chiếc xích lô của ông ra vào nhà ông hai lại nằm sát ranh giới đường rầy xe lửa không biết cơ duyên nào đã khiến hai ông bạn già lại chọn nghề chạy xích lô máy. Bữa nọ tự nhiên hai con chiến mã này cùng nhau đình công. Điều này đồng nghĩa là mất sở hội ngày hôm đó. Vì nhà nằm trong hẻm, nên khi xe cộ hư hỏng, hai ông phải đẩy xe ra đường lộ để sửa để khỏi làm phiền lối xóm. Hai người đậu xe gần nhau để khi cần thì phụ với nhau trong việc sửa chữa. Lời hay một hồi thì rốt cuộc, hai chiếc xích lô máy đồng thanh nổ máy. Tiếng máy nổ nghe đinh tai nhức óc. Đã vậy khói từ ống bô nó xả ra đen nghịch, khiến cho bà chính bán cháo đậu và thím hai bán bánh mì phải lấy tấm ni lông đầu hàng hóa lại bực mình bởi chuyện này nên bà chính cháu đầu lên tiếng từ nữ. Chàng ơi, chỗ buôn bán đồ ăn mà mấy ông xả khói như ống khói tàu ai chịu đời cho thấu. Mấy đứa nhỏ đang mua hàng, đứa thì ho sặc sụa, đứa thì dụi mắt. Thím hai bánh mì thấy vậy, thím đế vô thêm. Đó, mấy đứa nhỏ chịu không thấu rồi kìa, hai ông làm ơn làm phước đem xe lên hẻm nhà ông sáu giai rồi mần gì thì mần hai người thấy bà chính với thím hai nói không sai chút nào nên cuốn gói lên nơi thím hai vừa chỉ vừa đẩy xe chú hai vừa nói vói lại dạ tôi biết mình có lỗi rồi mong bà chính với thím hai nó bỏ lỗi cho nha Sở dĩ tôi để trong ngoặc kép chữ thím hai là vì chú hai cố tình ghẹo bà vợ của mình đó mà. Nghe ông chồng ghẹo mình như vậy, thím hai lên tiếng. Cái ông quỷ này nha, ông ghẹo tôi không sợ bà chính bà cười mình hả? Chết ông với tôi á. Một chiều nọ mọi nhà cơm nước xong, đến khuya khi mọi người đang yên giấc, thì nghe trong hẻm nhà chú hai có tiếng la làng cả xóm không biết ất giáp gì xảy ra họ tông cửa chạy tới coi chuyện gì thì ra có sản phụ chuẩn bị chuyển dạ sinh con ông chồng quýnh quán la làng để lối xóm tới phụ một tay vì chị ta để con so nên anh chồng láo ngáo không biết xoay sở cách nào vậy là chiếc xích lô máy của chú hai lãnh phần chở sản phụ với ông chồng. xe ông hai hữu thì chở mấy bà bạn chí cốt của sản phụ trực chỉ nhà bảo xanh của cô mụ trên chợ gò vấp. khi mẹ tròn con vuông, anh nọ làm cái tiệc đầy tháng rồi mời bà con lối xóm đến chung vui. dĩ nhiên là có hai ông chạy xích lô máy đến dự. tiệc tàng anh chàng nọ dúi vô tay hai ông bao thơ có một ít tiền trong đó để gọi là đền ơn chú hai và ông hai hữu nhất quyết không nhận ông hai nói tao với chú hai bay đây coi vợ chồng bay như con cháu trong nhà tối lửa tắt đèn lối xóm giúp nhau là lẽ thường bay bày đặt tiền bạc chia cho mắt công anh nọ nghe ông hai nói lời khí khái như vậy. Anh bèn quỳ xuống bái tạ hai ân nhân vì họ đã thực hành câu thi ân bất cầu báo, đúng y bon như người xưa đã dạy. Tôi còn nhớ đầu thập niên 70, có đợt thế giới lâm vào cảnh thiếu nhiên liệu và giá cả thật đắt đỏ. Để khỏi phải treo xe mấy ông tài xế nghĩ ra cách pha dầu ga dông vô xăng để chạy xe ông hai hữu và chú hai tàu lai cũng không ngoại lệ một hôm sáng ra chiếc xe của ông hai hữu mắc chứng gì nó không nổ máy mặc dù ông cố gắng đạp liên tục nhưng hoàn toàn vô vọng thời may có anh thi người chạy xe ôm trong xóm thấy vậy anh thi tấp xe vô hỏi ông hai mừng cái chi mà nó không nổ. Có khi nào ông pha dầu nhiều quá không? Để tôi cho miếng xì ke là nó nổ liền tức thì cho coi. Anh Thi móc ra trong túi đồ dết một bình thuốc thoa chống mũi của quân đội hay xài. Anh vặn cái núm trên nắp rồi trút xuống xịt vô bình xăng con chiếc xích lô máy. Ông hai liền đạp xe chỉ một lần đạp duy nhất. Tiếng máy nổ vang rền cả xóm đều hay. Mừng quá ông hai vỗ vai anh Thi, rồi móc gói Salem mời anh một điếu. Sau vụ đó, xe ông và xe chú hai đều trang bị thêm cái bình thoa thuốc mũi này. Bên trong không phải là thuốc chống mũi, mà là xăng nguyên chất để mồi cho xe dễ nổ máy rồi một buổi chiều khác khi chú hai vừa chuẩn bị chạy xe tới hẻm để về nhà nghỉ ngơi ba tôi đứng bên kia đường ngoắt chú rồi nói vòng sang anh hai còn khỏe không chở tôi ra sài gòn một vòng được không có lẽ chú hai cũng còn sung sức hoặc chạy chưa đủ sở hụi nên chú quay đầu xe tức thì Thấy tôi đứng gần đó, ba tôi liền nói Phương, đi chơi không? Nếu muốn thì lên xe, tía con mình đi dạo mát một vòng. Tôi mừng quính, dạ rân một tiếng rồi nhảy phấp lên xe liền. Chú hai rồ ga chạy một khúc, rồi chú lên tiếng hỏi Vậy chứ anh năm đi Sài Gòn mà tới chỗ nào? Ba tôi liền đáp. Anh hai chạy vô chợ Bến Thành, rồi vòng qua Nguyễn Công Trứ, ghé Tài Nam ăn cơm tàu với tôi một bữa. Nay coi như anh đi chơi với tôi, chút về như tiền tôi gửi. À, mà khi về anh ghé chợ Tân Định luôn thể. Ngồi trên xế nổ, tôi cảm thấy mình oai hẳn lên. Mấy đứa bạn trong xóm chưa có đứa nào được hân hạnh ngồi trên xích lô máy. Ngoại trừ thằng Tàu Móm, con chú hai là nó ngồi hà rầm, vì ba nó chở cho đi học hàng ngày. Bởi vậy khi tôi vừa bước ngồi lên xe thì tôi thấy thằng răng lớn con bắt tư trưởng khu, nó nhìn tôi một cách thèm thuồng Lúc này tôi dự định nói ba cho nó quá gian cho vui, nhưng nghĩ lại thân mình còn chưa xong kêu thằng răng theo có khi ba tôi cho tôi ở nhà luôn cũng không chừng tôi đành nhìn nó nhắn nhủ thôi thì lần khác vậy xe chạy quanh bùng binh công trường quách thị trang nhìn qua chợ bến thành người đi mua sắm ra vào tấp nập bên ngoài có những khách bộ hành ăn mặc đẹp giàu bước trong thật nhàn tản thỉnh thoảng có chiếc xe thổ mộ chở vài ba khách. Người xa ít đánh xe mà mặt buồn đâm đâm, vì khách phần đông chuyển qua ngồi xe lam vừa nhanh vừa sạch sẽ an toàn. Ghé nhà hàng Tài Nam, ba tôi kêu vài món ăn cơm. Ông cũng kêu thêm chai là dê yeah để nhâm nhi. Còn tôi với chú hai thì uống hai chai xá xị hỏa tiền ăn uống xong chú hai cho xe về chờ tân định đến sập trái cây bán bên đường bà tôi nói chú hai tấp xe vô Ông chủ sạp cùng bà vợ thấy khách quen vội đông đã mời chào. Chiều mát đi dạo phố hả thầy Năm? Này có vú sữa lò rèn ngon lắm. Thầy lấy khá khá đi tôi bớt cho ăn không chờ phản ứng của bà tôi bà chủ sạp nhanh tay cắt ba trái vú sữa cho khách ăn thử đợi cho mọi người ăn xong bà chủ hỏi dồn sao sao thầy năm với cháu thấy tôi nói trúng không ngon lắm hàng này vô mùa mới có nên nó hiếm lắm đó thầy bà tôi gật đầu thay cho câu nói còn tôi thì sổ liền. Dạ ngon lắm cô. Bà tôi mua hết một cần xé vú sữa rồi nhờ ông chủ khiên phụ lên xích lô. Nhằm lấy cảm tình với khách quen, bà chủ của hai trái bom táo Mỹ đưa cho tôi, bà nói. Chà chà, thằng con thầy năm ngon lành ghê ta. Lớn lên chắc đẹp trai lắm đó nghe bà khen tôi cảm thấy vui trong bụng công nhận người buôn bán họ thật là khéo miệng sở dĩ nói ba là khách quen vì tôi nghe bà kể hay mua trái cây ở đây cho tín nghĩa ngân hàng do bác Nguyễn tấn đời làm chủ mua riết thành mối quen luôn lên xe tôi thắc mắc hỏi bà tôi nhà mình chưa đủ chục người ba mua chi nhiều dữ thần vậy? Quân ngũ nào ăn cho hết? Bà tôi nói, bà mới lãnh tiền rút Ben, nên mua về cho mấy bay ăn cho đã. Rồi còn cho mấy đứa bạn bay nữa, như thằng Răng, thằng Thành, thằng Cảnh nữa. Tôi vui trong bụng, vì ba mình cũng có tâm khi nhắc đến mấy đứa bạn thân của mình. Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời. Những chiếc xe của một thời lần lượt đi vào chỉ vãng như Mobilet, Velosolet, xích lô máy, vân vân. Những người muôn năm cũ như ông Hai Hữu, chú Hai Tàu Lai, ba tôi và vài thằng bạn không còn hiền diện trên cõi đời này. Họ mất đi, nhưng lúc nào cũng ngự trì trong tiềm thức của tôi những chiếc xe của một thời kia tuy không còn lăn bánh thêm những con đường nhưng nó vẫn mãi in dấu trong tâm hồn tôi không bao giờ xóa nhòa